MU mua sao Brazil 100 triệu bảng, mảnh ghép hoàn hảo ở tuyến giữa. Bayern Munich chọn Zidane. Đoạn kết buồn cho Jurgen Klopp. MU mua sao Brazil 100 triệu bảng, mảnh ghép hoàn hảo ở tuyến giữa. Một cựu cầu thủ MU đã kêu gọi Quỷ Đỏ chiêu mộ một trong những tiền vệ hàng đầu ngoại hạng Anh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Michael Sylvester, cựu hậu vệ từng chơi 361 trận cho MU từ năm 1999 đến 2008, muốn chứng kiến Quỷ Đỏ đưa Bruno Guimarães tới Old Trafford. Sylvester tin rằng ngôi sao người Brazil có thể kết hợp với Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes tạo thành bộ ba tiền vệ xuất sắc. Cựu hậu vệ người Pháp phân tích, Guimarães là một cầu thủ rất tài năng. Tôi biết Guimarães từ khi cậu ấy còn chơi ở Brazil trước khi sang Lyon. Cậu ấy cơ động, mạnh mẽ, cầm bóng tốt, năng nổ và phù hợp với lối chơi của ngoại hạng Anh. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn ghi bàn. Guimarães hiện đang là thành viên của đội tuyển Brazil và đang ở đội 9 của sự nghiệp. Tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều đội đang chờ xem liệu Newcastle có muốn bán cậu ấy hay không. Guimarães, Bruno Fernandes và Mino có thể là sự kết hợp tốt. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Tôi sẽ đặt câu hỏi tiền vệ cầm trịch sẽ là ai giữa ba người họ. Đó sẽ không phải là Bruno Fernandes. Guimarães thích chơi như một tiền vệ con thoi. Kobbie Mainoo có thể trở thành một tiền vệ lùi sâu, nên đó sẽ là một bộ ba hỗ trợ cho nhau tốt. Nhiều nguồn tin đồn cho rằng Newcastle có thể phải bán một cầu thủ của ngôi sao kỳ chuyển nhượng mùa hè này để tránh vi phạm tài chính, đồng thời có thêm ngân sách chuyển nhượng cho huấn luyện viên Eddie Howe. Guimarães chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn, bên cạnh Alexander Isak, Sven Botman và Anthony Gordon. Isak đang có phong độ ấn tượng và được Arsenal xác định là người thay thế tiềm năng cho tiền đạo Gabriel Jesus. Trong khi đó, Guimarães đã được liên hệ với Man City, Liverpool và Chelsea. Hôm 2 tháng 4, nhà báo uy tín Fabrizio Romano xác nhận Guimarães có điều khoản giải phóng 100 triệu bảng trong hợp đồng với Newcastle và tiết lộ thêm rằng Trích Trẻ có khả năng sẽ bị buộc phải bán ngôi sao người Brazil vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Cuối tuần qua, có nguồn tin đồn rằng huấn luyện viên Pep Guardiola đã yêu cầu ban lãnh đạo Man City chiêu mộ Guimarães trong bối cảnh ngày càng lo ngại về khả năng Kevin De Bruyne sẽ đến ở Ả Rập Xê Út. Bayern Munich chọn Zidane. Tối 19 tháng 4, Mundo Deportivo đưa tin Zinedine Zidane đang tiến gần đến việc dẫn dắt Bayern Munich. Zidane chỉ cách một bước để trở thành huấn luyện viên của Bayern Munich ở mùa giải mới, nhà báo Pep Gilvernet cho biết. Mundo Deportivo dẫn lời nguồn tin thân cận của Zidane cho biết thêm, huyền thoại người Pháp và Bayern Munich đã đạt thỏa thuận sơ bộ. Zidane cũng yêu cầu ban lãnh đạo Bayern Munich nhanh chóng tăng cường lực lượng trong hè này, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Bayern Munich là câu lạc bộ đáp ứng được những tiêu chí mà Zidane mong muốn. Đội chủ sân Allianz Arena là một trong những tên tuổi lớn của châu Âu, có sự ổn định tài chính, dự án chung và dài hạn rõ ràng. Theo đó, giúp câu lạc bộ đủ khả năng cạnh tranh mọi danh hiệu. Zidane hiện đang thất nghiệp từ khi rời Real Madrid vào cuối mùa 2020-21. Thời gian qua, nhà cầm quân này liên tục được các câu lạc bộ lớn ở châu Âu chèo kéo. Tuy nhiên, ông từ chối. Paris Saint-Germain và Manchester United là những đội bóng theo đuổi huyền thoại người Pháp sát sao. Tuy nhiên, Zidane vẫn giữ sự điềm tĩnh, chưa bao giờ tỏ ra vội vàng trong việc tiếp tục sự nghiệp huấn luyện viên. Thời còn dẫn dắt Real Madrid, Zidane từng giúp câu lạc bộ giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, 2 La Liga, 2 siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup. Đoạn kết buồn cho Jurgen Klopp. Chỉ trong vòng vài tuần, con tàu Liverpool đang băng băng tiến đến những mục tiêu lớn, bỗng chật bánh khỏi đường ray một cách đầy khó hiểu. Trong mùa giải cuối cùng của huấn luyện viên Jurgen Klopp tại Anfield, việc giành một danh hiệu lớn thay cho lời chia tay bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những trận đấu đáng quên. Ngày 17 tháng 3, Liverpool đến Old Trafford của Manchester United thi đấu trận tứ kết FA Cup. The Kop được đánh giá cao hơn đội chủ nhà và trên thực tế, họ đã có rất nhiều cơ hội để giải quyết MU trong 90 phút thi đấu chính thức lẫn thời gian thi đấu hiệp phụ. Thế nhưng sự chủ quan, những cơ hội bị lãng phí cùng tinh thần thi đấu cuột khởi của Quỷ Đỏ đã khiến đoàn quân của Jurgen Klopp phải nhận một thất bại cay đắng với bàn thua quyết định đến trong những giây phút cuối cùng của hiệp phụ. Liverpool đánh mất cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên, song ở thời điểm đó, nhiều cổ động viên cho rằng đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc và việc dừng chân ở FA Cup sẽ giúp The Kop tập trung hơn vào những đấu trường còn lại. Trên thực tế, Liverpool đã lấy lại tinh thần nhanh chóng sau thất bại tại Old Trafford. Họ đánh bại Brighton và Sheffield United để tiếp tục duy trì vị thế trong cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch Premier League cùng Man City và Arsenal. Đã có những dấu hiệu bất ổn từ hàng phòng ngự và hàng công tiếp tục có những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, song mọi vấn đề vẫn được giải quyết ổn thỏa. Ngày 7 tháng 4, Liverpool trở lại sân Old Trafford gặp MU trong khuôn khổ Premier League. Họ đặt quyết tâm lớn vào trận đấu này bởi một cú sải chân sẽ khiến The Kop mất đi những điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân của The Club có khởi đầu tốt, dẫn trước sau hiệp 1 với sự lẫn lát hoàn toàn.
Trong hiệp 2, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Sai lầm của trung vệ trẻ quan sát và pha xử lý xuất sắc của thần đồng Kobbie Mainoo bên phía MU khiến Liverpool rơi vào thế phải rượt đuổi. Hàng công của Zirkov tiếp tục phung phí cơ hội và chỉ chờ sai lầm cá nhân của hậu vệ MU, họ mới có được bàn gỡ hòa như quả penalty thành công của Mohamed Salah. Những hệ lụy về nhiều mặt bắt đầu xuất hiện sau trận đấu tại Old Trafford. Liverpool bất ngờ thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà Anfield trong trận đấu lượt đi tứ kết UEFA Europa League với Atalanta. Đó là một màn trình diễn tồi tệ của Zirkov, hàng công thiếu sắc bén, trong khi hàng thủ để lộ ra những khoảng trống chết người cho đối thủ khai thác. Thua 0-3 trên sân nhà, Liverpool hiểu rằng họ còn rất ít cơ hội đi tiếp ở đấu trường châu Âu. Trở lại Premier League, đoàn quân của Zirkov có thêm một cú vấp khó tin trước Crystal Palace cũng ở ngay thánh địa Anfield. Đúng là Crystal Palace đã có một trận đấu vô cùng quả cảm, song các cầu thủ Liverpool thực sự đáng trách bởi họ đã rất nhiều lần đưa được trái bóng đến gần khung thành đối thủ rồi dứt điểm hỏng. Gương mặt của club hiện trên băng ghế huấn luyện phản ánh rõ những gì đang diễn ra với Liverpool, đó là sự bế tắc và bất lực rất khó lý giải. Tinh thần của những chiến binh. Trong vòng một tháng, mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát của Liverpool theo cách ít ai ngờ tới. Họ đã dừng bước ở FA Cup, đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại khỏi Europa League và đang tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League. Trên lý thuyết, Liverpool vẫn còn cơ hội ở những đấu trường mà họ tham dự. Tại đấu trường châu Âu, Zirkov dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp từng để thua 0-3 sau trận lượt đi, sau đó lội ngược dòng thắng 4-0 ở trận lượt về. Đó là điều đã xảy ra ở trận bán kết Champions League 2018-2019 với đối thủ Barcelona. Nhưng nên nhớ rằng, màn lội ngược dòng của Liverpool khi ấy diễn ra ở thánh địa Anfield, nơi có bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất thế giới và tiếp thêm cho các cầu thủ nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ. Còn lần này, đoàn quân của club phải hướng đến cuộc lội ngược dòng không tưởng trên đất Italia, nơi Atalanta sẽ làm mọi cách để giữ được lợi thế lớn đã tạo ra sau trận lượt đi. Tại Premier League, Liverpool đang xếp thứ 3, bằng điểm với Arsenal và kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. Khi giải đấu còn 6 vòng, điều gì cũng có thể xảy ra với khoảng cách xích sao như vậy. Trước mắt Liverpool là một lịch thi đấu rất nặng. Họ có 3 trận làm khách liên tiếp trước Fulham, Everton và West Ham. Đây đều là các trận đấu nhiều cạm bẫy. Fulham và West Ham luôn là những đối thủ khó chịu khi chơi trên sân nhà, trong khi Everton cũng không dễ nhằn khi đang phải đưa trụ hạng cùng với tính chất căng thẳng thường diễn ra ở các trận derby Merseyside. Sau chuỗi trận xa nhà này, Liverpool sẽ tiếp tục có 2 trận đấu khó khăn với 2 đối thủ đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí giành vé dự Champions League là Tottenham và Aston Villa. Zirkov sẽ khép lại mùa giải bằng trận đấu với Wolves trên sân nhà Anfield ngày 19 tháng 5. Đó nhiều khả năng sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của Jurgen Klopp trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Các cầu thủ Liverpool cũng như người hâm mộ đội bóng rất muốn có một danh hiệu lớn để chia tay Jurgen Klopp. Vị chiến lược gia đã để lại dấu ấn rất lớn trong thời gian cầm quân của mình. Họ đã tưởng tượng ra nhiều kịch bản đẹp, tiếc là sự thật luôn khắc nghiệt hơn những giấc mơ. Liverpool lúc này phải đối diện với rất nhiều vấn đề, những chấn thương tàn phá đội hình, buộc những con người còn lại phải căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận và dẫn đến tình trạng suy giảm thể lực trầm trọng ở nhiều cầu thủ trong giai đoạn cuối mùa. Trên hàng công, Salah không còn ở đẳng cấp cao nhất, trong khi Nunes đã tiến bộ song vẫn chưa thể trở thành một chân sút uy tín. Tất cả những vấn đề đó đã được che lấp trong phần đã qua của mùa giải bởi lối chơi máu lửa, cường độ cao được kích hoạt bằng tinh thần quyết tâm của các cầu thủ. Nhưng họ cũng có những giới hạn về thể chất cũng như trình độ, và club dù tài năng đến đâu cũng không thể đẩy những giới hạn ấy lên một mức độ mới. Tất nhiên cần phải khẳng định một cách chắc chắn rằng, dù có danh hiệu mùa này hay không, Klopp vẫn rất xứng đáng được tôn vinh vì những gì ông đã làm được cho Liverpool. Các cầu thủ và cổ động viên của Zirkov chắc chắn sẽ rất nhớ Klopp, người đã để lại dấu ấn không chỉ về chuyên môn mà còn là cả một phong cách huấn luyện và truyền lửa vô cùng đặc biệt trong thế giới bóng đá.